Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Trong chapter 1107 mới nhất, băng dầu đen đã xuất hiện đúng như mong đợi của phần lớn độc giả. Tuy nhiên chúng lại không tham gia vào cuộc chiến mà chẳng có cơ hội thắng. Thay vào đó, Katarina Devon chỉ chạm khẽ Saturn một chút thôi rồi cùng Vanagu cao chạy xa bay. Trước khi đi còn nói, bọn ta đã xong việc ở đây rồi. Bằng năng lực giả dạng người khác của trái doan thần thoại Inunumimo đồ kiểu vĩ hồ, chắc chắn Devon sẽ tạo ra kiếp nạn thứ 82 dành cho chính quyền thế giới, mang tên Tân Hành Giả Giả Hành Tân. Nhưng mục đích thực sự của Tít sau chuyện này là gì? Bởi mình tin chắc việc Devon chạm vào thánh Saturn mới chỉ là bước đầu của kế hoạch. Zoran đang âm mưu thực hiện một điều gì đó không thể nào tin nổi. Và Saturn, kẻ biết được bí mật của hắn không nên tiếp tục tồn tại. Trong cuộc nói chuyện với Vanago, Katarina Devon đã nhắc đến dòng dõi đặc biệt của Tít, điều mà Phượng Hoàng Marco từng đề cập khi hắn cướp được năng lực Gagranomy của Dâu Trắng. Zoran sở hữu một cơ thể đặc biệt giúp hắn trở thành người đầu tiên có hai năng lực trái quỷ, và khả năng rất cao nó cũng liên quan tới việc Tít chiến đấu được suốt 3 ngày 3 đêm mà không cần ngủ. Điểm bất thường này đã bị Berkey nhận ra khi băng Roger chạm trán băng Dâu Trắng. Tiếc rằng ngày đó Shanh không quá để tâm, phải tới khi bị Tít cào rách mặt anh mới phát hiện tầm nhìn của thằng bạn thật là phi thường. Để rồi Shanh luôn ghim Zoran trên đầu chờ ngày phục hận, thậm chí anh có tìm hiểu kỹ càng về hắn và đã phát hiện ra bí mật của Tít. Vậy thì đó là gì? Thì xin mời anh em tới với giả thuyết vô cùng thú vị ngay sau đây. Một kẻ mà Shanh tóc đỏ nhắc đến, Buccaneer, tạo ra trái quỷ. Trước tới 1107 có rất nhiều tình tiết đáng chú ý, nhưng hôm nay mình sẽ chỉ tập trung vào dâu đen. Hắn giữ bí mật về cơ thể của mình rất kỹ, ngay cả với đám thuộc hạ thân cận nhất. Devon và Augu mới chỉ đề cập đến dòng dõi đặc biệt của Tít, chứ chưa thấy nói chính xác hắn thuộc chủng tộc nào. Nhưng Thánh Saturn đã biết. Tuy nhiên, ngược dòng thời gian về chapter 594, trong cuộc họp về tình hình thế giới sau cái chết của Tứ Hoàng Edward Newgate, chính miệng Ngũ Lão Tinh thừa nhận Tít là kẻ đầu tiên trong lịch sử sở hữu được tới hai năng lực cùng lúc. Qua cách nói chuyện, có thể khẳng định Ngũ Lão Tinh cũng không hiểu nguyên nhân vì sao, tức là họ chưa hề biết gì về dòng dõi của dâu đen. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là, tại sao bây giờ Thánh Saturn lại biết? Các bạn có thể cho rằng nhờ mạng lưới tình báo của chính phủ, Ngũ Lão Tinh muốn biết gì cũng được. Nếu thế thì các bạn đã nhầm rồi. Có rất nhiều chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm với của chính quyền thế giới, tiêu biểu như Poseidon, Shirahoshi ngang nhiên đi dạo ở Meringoise mà Ngũ Lão Tinh còn chẳng để mắt đến, thì điều tra về dòng dõi của một trong tứ hoàng đâu có dễ như thế. Câu trả lời nằm ở chapter 907, Vrosoychap, mình nói nhầm thành 908, rất xin lỗi anh em. Ở chương 907, Tứ Hoàng Shanh tóc đỏ bí mật tới Meringoise ngập riêng Ngũ Lão Tinh. Để đảm bảo nội dung cuộc trò chuyện không lộ ra bên ngoài, toàn bộ lính canh bị đuổi. Và Shanh tới là muốn bàn về một hải tặc. Sau rất nhiều đồn đoán, tới chương 1107 này, tức là sau đúng tròn 200 chapter, danh tính của hải tặc đó đã xuất hiện. Hành chính là Marshoditit, aka Zoran. Shanh đã tra ra bí mật về dòng dõi của Tít, nhận thấy mức độ nguy hiểm nên anh buộc phải gặp Ngũ Lão Tinh để đưa ra một vài cảnh báo. Đó là lý do Saturn biết bí mật này và ngay lập tức tấn công khi nhìn thấy hai tên thuyền trưởng Titanic, không thể để Tít đạt được mục đích. Dù sao, Shanh cũng mang họ Falkland, kể cả anh không hài lòng với chính quyền thế giới hay từ chối thân phận Thiên Long Nhân, thậm chí còn cướp mất trái Nika rồi để nó lọt vào miệng Luffy, thì Zoran vẫn là kẻ thù của anh, cho nên Shanh có đủ lý do để cảnh báo Ngũ Lão Tinh phải chú ý tới Tít. Có thể nói, việc chính quyền thế giới từ chối công nhận Hachinosu, không đồng ý với điều kiện trao đổi của Tít dính dáng rất nhiều tới Shanh tóc đỏ, ông Chocolo đã ngáng chân hắn. Còn vì sao Shanh lại điều tra được bí mật mà ngay đến Ngũ Lão Tinh còn chẳng biết, thế thì bạn lại hơi xem thường Tứ Hoàng này rồi. Ngay cả sự thật về trái Gomu Gomu no Mi hay chính phủ đang vận chuyển nó trên con tàu nào, ở đâu anh còn biết, chứ nói gì đến dòng dõi của kẻ thù. Hồi nhỏ, Shanh không để ý tới lời của Berkey, nhưng sau khi lãnh sẹo, anh đã nhận ra thằng bạn mình nói đúng. Hắn là một con quái vật và hắn thuộc một chủng tộc đặc biệt nào đó. Ở Embab có thư viện lớn nhất thế giới, Shanh là bạn của họ. Anh có thể tới đây tìm kiếm bất cứ thông tin nào. Mình đoán tên thật của trái Gomu Gomu, cũng như danh tính thần mặt trời Nika đều từ đây mà ra. Dường như người Embab biết khá rõ về Nika, mình tin chắc thư viện của họ ngoài thông tin về mọi loại trái cây ác quỷ còn có đặc điểm của tất cả chủng tộc trên thế giới. Bên cạnh Shanh là Ben Bakeman, bộ óc siêu việt nhất Biển Đông, có thể giúp thuyền trưởng phân tích, phán đoán. Đồng thời anh lại có ơn với băng dâu trắng, mà cô sẽ cung cấp mọi thông tin mà mình biết về Tít cho Shanh. Hội tụ đủ 3 yếu tố này, Shanh hoàn toàn có thể tra ra dòng dõi của dâu đen trước cả Ngũ Lão Tinh, sau đó anh tới Thánh Điện nói cho họ biết. Nhưng chủng tộc đó là gì? Thì theo quan điểm cá nhân của mình, Tít cũng thuộc tộc Buccaneer. Với cặp băng đã nói, sự đặc biệt của Buccaneer không nằm ở thể chất siêu phàm, mà trong quá khứ họ đã... ba chấm. Cái ba chấm đó thực sự quan trọng, tiếc rằng Oda lại giấu nó đi. Nhưng sẽ ra sao nếu Tít cũng là một Buccaneer, và hắn biết bí mật mà Kuma không biết về chủng tộc này?
Mình đang nghĩ đến khả năng những người Buccaneer đã tạo ra trái quỷ, họ dùng máu lẫn thuốc dẫn để đưa siêu năng lực vào các loại trái cây. Bằng chứng là gen của Kuma được sử dụng cho dự án nuôi cấy Seraphim. Máu Buccaneer có khả năng lưu trữ thông tin di truyền cực kỳ đặc biệt, nó cho phép kết hợp nhiều mã gen khác nhau. Seraphim vừa có đặc điểm của tộc Lunarian, vừa sở hữu kỹ năng thượng thừa của Thất Vũ Hải, lại có cả sức mạnh trái quỷ. Thông thường thì chẳng thể nào tạo ra một sản phẩm F1 line giữa ba dòng dõi như vậy. Nhưng nếu được trung hòa bởi huyết thanh của tộc Buccaneer, nó sẽ khả thi. Vì vậy, rất có thể điều mà Jordan làm sau tấm màn đen là rút máu của bố già rồi truyền thẳng vào tĩnh mạch, qua đó chiếm được sức mạnh chấn động. Và hắn còn đang tìm kiếm thêm một trái nữa, bởi lượng nhân tố di truyền tối đa có thể dung hòa được là 3. Tít che giấu rất kỹ do lo sợ bị săn lùng, nhưng vẫn không qua mặt được Shanks tóc đỏ. Đó là phân tích về chủng tộc của Tít và lý do Thánh Saturn biết được bí mật này. Shanks tiết lộ cho Ngũ Lão Tinh phải chăng muốn mượn dao giết người. Dù sao chính phủ vẫn luôn săn lùng tộc Buccaneer, còn Tít là kẻ thù không đội trời chung với anh. Có lẽ là không, mình tin chú Shanks không phải loại người đó. Shanks chỉ nhắc nhở Ngũ Lão Tinh phải cẩn thận vì anh biết Jordan đang có một âm mưu rất lớn mà đến anh cũng chưa thể nắm rõ. 2. Jordan ám hại Saturn, mưu đoạt Rodney Clip. Những lời cảnh báo của Shanks không hề thừa thãi, bởi Tít đang giáo giết hành động. Hắn bất chấp tất cả để tiếp cận Marine Goyes. Từ việc bắt Kobe và binh sĩ hải quân làm con tin, ép chính phủ đàm phán, đổi lấy sự công nhận chủ quyền của hắn với đảo hải tặc, cho tới tham vọng trở thành vua và Jordan sẽ có quyền tham dự Lebeli. Chung quy lại đều vì thứ gì nó nằm ở thánh địa, nơi mà mọi hải tặc khó thể tiếp cận. Nhận thấy con tin mà mình bắt giữ chưa đủ giá trị, Tít lập tức nảy số nghĩ ra một kế hoạch khác. Hắn sai một đội tới Egghead bắt cóc tiến sĩ Vegapunk, tiếc rằng vẫn thất bại. Bằng mụ rơm đã đến trước, liên thủ với Vegapunk chống lại hải quân, trước sau đều là địch nên bằng Jordan quyết định rút lui, chỉ để lại một mình Katarina Devon. Tít nghe tin liền di chuyển từ Winter Iceland đến Egghead ngay trong đêm qua để Vanagu dùng năng lực lên đảo đón Devon trở về. Nhưng ả ta nhận được một chỉ thị mới, kế hoạch này vốn chẳng tồn tại nếu Saturn không lộ mặt, bởi ai cũng nghĩ Đô đốc Kizaru mới là tổng chỉ huy. Devon nằm đó chờ thời cơ, nhưng thấy khó nên Tít mới bảo Vanagu tới đưa ả ta đi. Đúng lúc này, chúng phát hiện Thánh Saturn ở đây. Jordan lập tức ra lệnh cho Devon bằng mọi giá phải sao chép được nhân dạng của lão ta. Năng lực doan thần thoại của Devon rất cao cấp, khó bị phát hiện hơn so với Mane Mane no Mi của Bon Clay, nhưng cũng phải chạm vào đối tượng mới biến thành kẻ đó được. Chúng ẩn nấp đợi thời cơ thích hợp, chính là lúc hải quân xung quanh đi hết. Pacifista thì bị bọn ấy kiểm soát, Vanagu chỉ cần đưa Devon tới chỗ Saturn để ả ta chạm vào lão là xong. Ngoài hình dạng, Devon còn mô phỏng được cả giọng nói, cử chỉ, tính cách hay các thói quen của mục tiêu, khả năng giả dạng phải nói là siêu đỉnh. Như vậy, tơn hành giả, giả hành tơn sẽ gây lú cho chính phủ thế giới và Tít có thể tự biến mình thành vua như ý muốn nhờ Devon. Nhưng một khi có hai thánh Saturn cùng xuất hiện, kẻ giả mạo chắc chắn bậy bại lộ. Kế hoạch này chỉ có thể thành công khi Saturn thật đã chết. Nghĩa là giả thuyết Tít nhảy vào ăn hôi, kết liễu thánh Saturn, hay trước đó là video nói về cái chết của Đô đốc Kizaru hoàn toàn có thể trở thành sự thật. Hiện tại toàn bộ hải quân đều đã rời đảo để thực thi lệnh Burstoco, mà thánh Saturn toàn sai Phó Đô đốc Doberman hoặc người khác đi truyền lệnh thay vì tự mình dùng Dedemushi, bởi đó ta không muốn để lộ chuyện mình rời thánh điện xuống mặt đất. Cũng tức là trên người Saturn không mang theo Oxen truyền tin, mà kể cả có thì sợ nó cũng đã hỏng do Saturn bị cả Kuma lẫn Luffy tẩn. Còn Kizaru thì mù công nghệ nặng, chỉ cần cô lập được hai nhân vật này trên đảo Egghead rồi mượn dao giết người là xong. Nếu mình là Tít, mình sẽ bảo Ogu mang Devon lên một tàu hải quân bất kỳ, kiểu dịch chuyển lên không trung cho Devon tự đáp xuống trong hình dạng thánh Saturn, còn Ogu biến mất ngay lập tức. Lúc đó, Devon có thể ra lệnh cho hải quân hủy bỏ mệnh lệnh Burstoco, nói rằng Kizaru sẽ tự giải quyết nốt mọi chuyện rồi sẽ trở về sau. Đây đúng là mưu kế thâm độc, nham hiểm bậc nhất mà Tít có thể nghĩ ra. Chỉ cần cắt đứt liên lạc giữa Kizaru, Saturn và hạm đội là có thể bỏ bom họ trên đảo Egghead. Một khi Devon cho rút toàn bộ hải quân, Saturn, Kizaru và Roroxi sẽ phải chống lại một băng tứ hoàng cộng thêm Kuma, Bonnie cùng băng hải tặc khổng lồ và 50 Pacifista Mark 3 tối tân, mất đi sự hỗ trợ từ Burstoco, coi như cầm chắc thất bại. Devon cải trang vô cùng hoàn hảo, mệnh lệnh của Ngũ Lão Tinh lại là tuyệt đối. Kizaru đã bảo Don cứ đi trước, đó cũng là vấn đề. Bởi khi Devon giả làm Saturn cho rút vòng vây, hải quân sẽ chẳng nghi ngờ nếu Thánh Saturn nói Kizaru muốn tự mình giải quyết chuyện này. Và các bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Katarina Devon trong vai Thánh Saturn hiên ngang quay về Thánh Địa, còn Saturn thật và chú Liêm thì ở lại ăn hành. Nhưng mình đã nói chỉ khi nào Saturn chết, kế hoạch này mới thành công. Luffy sẽ thay Tít hạ lão ta lẫn Kizaru, việc của hắn là đợi tới lúc băng mũ rơm rời đi mới nhảy vào xử lý tan cuộc. Tại Marineford 2 năm trước, Tít từng tuyên bố thời của mình đã tới và hắn sẽ thống trị thế giới này.
Trong chapter 1107, cả Devon và Algo cùng đồng thông nói mục tiêu của chúng là thế giới. Dĩ nhiên, loại bỏ Ngũ Lão Tinh và Thiên Long Nhân là chuyện sớm muộn. Mọi con đường đều dẫn về Marengoi, trở thành vua của hai quốc gia trực thuộc chính phủ, cốt cũng vì tấm vé đi qua Cảng Đỏ, tới dự Elep Eli mà thôi. Nếu chuyện Saturn thật bỏ mạng ở Ekhet bị giấu kín, Devon có thể thành công thâm nhập lâu đài Pangea, gặp Imsama và biết rất nhiều bí mật. Ngoài ra, chưa biết chừng nhận định của Shiryu Mưa là chính xác, hắn từng nói người đàn ông được đánh dấu bởi ngọn lửa làm việc cho chính phủ. Bởi suy cho cùng, chính phủ muốn ngăn kẻ đào đó mò tới Lapthel và khám phá ra bí mật của thế giới, nên phiên clip hải trình cuối cùng do một kẻ trung thành với chính phủ nắm giữ. Nếu anh em cho rằng khả năng Devon qua mặt được Y Mư và bốn lão tinh còn lại cực thấp, thì giả thuyết này chắc hẳn sẽ hợp lý hơn. Đó là Shiryu đoán đúng, gã được đánh dấu bởi ngọn lửa làm việc cho chính quyền thế giới, và Tít đã biết hắn là ai. Nếu cựu thuật Vũ Hải từng bị Hỏa Quyền Ace đánh bại là kẻ đang giữ Radnicliffe thì mọi thứ lại quá đơn giản. Jordan biết hắn nhưng năng lực hiện tại của gã này đã tăng cao và rất khó tiếp cận. Vì thế Tít cần Devon đóng giả thành Saturn đi gặp người đàn ông được đánh dấu bởi ngọn lửa, lừa hắn lấy ra Radnicliffe hải trình và mọi thứ coi như xong. Cướp được của Lo hai bản sao Radnicliffe tại đảo Dư và Quan Âu Quốc, cư gian với Augu lấy được nội dung phiến đá của Big Mom. Tiếp theo chỉ còn chờ có mắt thứ ba của Pudding giúp Tít đọc nội dung, nữa là hắn sẽ tới được Lapthel. Sau khi chạm vào Saturn, Devon nói chuyện này sẽ giúp kế hoạch của chúng trở nên dễ dàng hơn và nhiệm vụ đã hoàn thành. Devon với Algu lập tức rời đi, chứng tỏ chúng cần hình dạng của thánh Saturn hơn là cái mạng của ông ta. Vậy nên mình cũng nghiêng về giả thuyết số 2. Còn anh em thì sao? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Nếu thấy hay, đừng quên ấn like, subscribe để ủng hộ cho kênh của bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.